Ngoài gần 2.000 hecta diện tích canh tác nông nghiệp chịu thiệt hại, trong đó hàng trăm hecta là cây trồng chủ lực như là chuối, cây có múi, cây cảnh bị ảnh hưởng nặng nề. Tại huyện Khoái Châu, một số diện tích đất canh tác ven sông đã bị sạt lở nghiêm trọng. Bà Mầu có hơn 1,5 mẫu chuối trồng tại thôn Kiến Châu, xã Tân Châu. Tranh thủ thời tiết chưa có mưa lớn, bà cố gắng tận thu diện tích chuối già trở về nhà, vì cơ bản hầu hết diện tích chuối của gia đình đều là chuối non để bán vào dịp Tết. Thế nhưng, gần 100% diện tích trồng chuối của gia đình đã bị cơn bão số 3 xô đổ. Của tôi một mẫu chuối tiêu, mấy cả 5 xào chuối tây, đỏ hết, không được cái nào chuối đầu vào chuối Tết thôi. Chuối non coi như là chưa được, đều không ăn được, đều phải vứt đi. Chuối vào đến Tết là bán tầm 200.000 một buồng. Xã Tân Châu có trên 160 hecta cây ăn quả và rau màu bị thiệt hại. Nhiều nhà dân, trường học bị tốc mái. Nguy hại hơn, gần 1 cây số đất canh tác bên bờ sông thôn Kiến Châu đã bị sạt lở nghiêm trọng. Bây giờ là nó đang sạt và hết cả chuối xuống sông rồi, cả quất quýt của dân là sạt hết xuống sông rồi. Diện tích sạt như thế nào? Chiều dài thì nó rơi vào tầm 1 cây số, rộng ra thì có chỗ đến 30 mét, chỗ đến 50 mét. Toàn huyện Khoái Châu có trên 400 nhà bị tốc mái và hư hại, trên 1.000 cây xanh bị gãy đổ, gần 2.000 hecta diện tích canh tác nông nghiệp chịu thiệt hại. Trong đó, trên 500 hecta lúa bị đổ, trên 900 hecta cây ăn quả bị thiệt hại và trên 350 hecta rau màu, hoa cây cảnh bị ảnh hưởng. Ngoài ra, nhiều cột điện, mái nhà, trường học bị lật đổ. Một số diện tích đất canh tác ven sông Hồng tại các xã Đại Tập và Tân Châu bị sạt lở nghiêm trọng. Trên 100 hecta diện tích chuối tiêu và chuối tây và diện tích cây ăn quả là bị thiệt hại 100%. Trước mắt là chúng tôi đã đi dọn dẹp tất cả các tuyến đường, tuyên truyền vận động nhân dân là chúng ta phải dọn dẹp cây hoa màu bị thiệt hại tại ở khu ruộng nhà mình để chúng ta có thể khởi điểm lại những cái cây trồng gọi là ngắn vụ. Các địa phương tại Khoái Châu đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, các tổ đảm bảo an ninh trật tự là nòng cốt tổ chức dọn dẹp vệ sinh cây cối đổ bên đường, cũng như tuyên truyền bà con chủ động thu hoạch phần diện tích cây nông nghiệp bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn giao thông, đi lại của người dân, cũng như giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản trong nhân dân.